Khi mà Đức Phật có duyên với con thì Đức Phật đã độ độ hết rồi, có duyên với Phật Thích Ca đã độ hết rồi. Còn ngày nay con gắn đi, con gieo duyên với Di Lặc Tôn Phật, hoặc là con gieo duyên với các vị thánh, các bậc đại Bồ Tát. Nam mô Phật Hoan Hỷ, cung chúc cho các bạn được căn cao huệ cát, thân xác khỏe mạnh, trí huệ sáng trong, đập nát vô minh, tát cạn não phiền. Làm cách nào để chữa trược khí nặng? Trược khí nó sanh ra từ dòng thiện ác đấu tranh. Mình tăng trưởng cái thiện nhiều lên, mình quán từ bi, mình làm phước, mình bố thí phóng sanh để mình tăng trưởng hạt giống bồ đề trong lòng mình lớn lên, thì điều gì sẽ xảy ra? Cái thiện trong người mình nhiều hơn cái ác, cái thiện chiến thắng, trược khí chấm dứt. Lại Phật sám hối mỗi ngày nè, đừng có phạm những cái giới về dâm hạnh, về sân và về si, từ từ nó hết. Ai mạng thổ mà sanh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 12 tuyệt vời. Thổ, thổ dưỡng kim tướng, quả hưu mộc tù thủy tử. Ai mạng thủy mà sanh vào tháng 3, tháng 6, tháng 12, khổ lắm á. Khổ tâm, khổ tướng, khổ đủ thứ. Ai mạng mộc mà sanh vào tháng 1, tháng 2, tuyệt vời. Còn ai mạng thổ mà sanh vào tháng 1, tháng 2, khổ. Sự nghiệp không thành, không có gì đẹp tươi. Ai mạng hỏa mà sanh vào tháng 4, tháng 5, rất sướng. Mạng hỏa mà tuổi con ngựa mà sanh vào tháng 4, tháng 5 nữa, như trúng số độc đắc. Con ngựa cung quả mà còn con ngựa mà mạng quả may mắn lắm, mà còn sanh tháng 4, tháng 5 nữa, có số làm quan quyền. Ai mạng kim hoặc là mạng thủy mà sanh tháng 7, tháng 8, nãy giờ có bạn hỏi về đinh sửu đó, đinh sửu mà sanh tháng 7, tháng 8, mạng thủy, các bạn sanh ra sung sướng, nhiều tài năng, nhiều thú phước, nhiều cái phúc, có số quan quyền, cũng có số nổi tiếng. Ai mạng thủy mà sanh tháng 10, 11, tốt. Mạng kim tháng 7, tháng 8, tốt. Hoan hỷ mọi người nha. Nghe kỹ không ha? Ví dụ như Tết mình ngủ những cái người hợp tuổi. Những người hợp tuổi như là tuổi con heo hợp với tuổi con mèo với tuổi con dê. Mình ngủ nhau đi, cái tự nhiên mình mạng thủy, cái nó mặc đồ màu đen, thổ khắc thủy, cái tự nhiên mình xui. Thật ra không phải lỗi của nó, mà là cái nghiệp của mình năm nay nó bị xui. Cái nghiệp của mình năm nay nó bị xui, mình tạo đủ cái may mắn nó cũng xui, nó chỉ giảm thôi. Nó bị xui nhưng mà nó giảm nha. Mình cố gắng mình đọc kinh, mình phóng sanh, mình tu phước, mình tốt lành, mình phát khởi cái tinh khí thần cho đủ đầy trọn vẹn, cái vận khí nó sẽ đến với mình, may mắn nó sẽ đến với mình. Cái phước nó tạo ra cái tinh khí thần trọn vẹn và đủ đầy, mình giữ giới thân khẩu ý một cách trọn vẹn đủ đầy, nó cũng tạo ra cái khí vận tốt. Cái khí vận tốt nó sẽ quyết định cái may mắn nó đến với mình. Ha. Hợp tuổi với nhau là con heo, con mèo với con dê hợp với nhau, 3 tuổi này làm ăn chung được. Nhưng mà cũng coi lại cái thiên can phía trước, rồi cũng coi coi cái năm đó cái người đó có cái nghiệp thất bại không. Tụi con rắn, tụi con gà với tụi con sủ, con trâu đó hợp với nhau. Quý vị nhìn vào trong một con người mà cái ánh mắt của họ buồn buồn, sâu thẳm, không có chuyện gì trên cái ánh mắt nó buồn buồn, là quý vị biết cái người này trong cuộc đời, một là đa truân, hai là có cái nghiệp thất bại, tán gia bại sản đó, lầm lỡ mắc nợ trong trong đường đời đó. Trong ánh mắt của người ta hiện lên cái gì đó buồn buồn, dầu cho người ta đang rất là sướng, thì trong đời chắc chắn có một cái nghiệp thất bại hoặc là gãy đổ tình cảm đó. Hoan hỷ mọi người. Còn nếu mà tính về lục hợp là sáu hợp á, cái tuổi hai đứa với nhau, Tý hợp với Sửu, Dần hợp với con heo, con cọp hợp với con heo. Đừng tưởng là con cọp ăn con heo, không có, không có nha. Nam mô Phật. Nếu mà tính về cái tuổi mà hợp không, hai tuổi đến với nhau được á, đôi khi nó không có kỵ đâu. Cái phước cái nghiệp của mình sửa được đổi được nha quý vị, cố gắng. Nhưng cái nghiệp gì đổi thì đổi, riêng cái nghiệp chết yểu rất khó để chữa. Khó 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 cứu vãn lắm. Nghiệp gì cũng có thể chữa, cũng có thể thay đổi, nhưng mà riêng cái nghiệp chết yểu, định nghiệp chết yểu mà đã xảy ra rồi, khó đổi lắm. Lại Phật vất vả hay là làm cái công hạnh gì đó lớn lắm, khó chứ không phải là không thể. Nam mô Phật. Làm sao để biết người có nghiệp chết yểu? Nghiệp chết yểu, cái ấn đường của họ nổi lên một cái cọng gân xanh rất thường xuyên nổi. Cái đường xanh mạng của họ đứt gãy một cách đài đoạn, đứt từ trong gốc của tâm tư, đứt dài xuống dưới kim tinh. Nam mô Phật. Ở gốc tâm tư hay thường gọi là gốc quả một đó,
Thanh Đồng có một cái thói quen hay gọi gốc quả một là gốc tâm tư. Tại sao? Nó biểu trưng cho cái bụng, cái lòng, cái tâm của bạn, cái suy nghĩ của bạn, cái ngõ ngách tối tâm trong lòng dạ của mình. Cho nên Thanh Đồng thường có thói quen gọi gốc quả một là gốc tâm tư. Những người mà hay lạnh một đoạn một khúc, đôi khi không có phải là ma phá, âm phá đâu. Có thể là trong người mình có bệnh phong thấp. Hai cái tai của mình hay đổ mồ hôi. Mình cầm cái phone, cái điện thoại một hồi á, là nó ướt nhẹp cái điện thoại luôn. Rất là nhiều vân tai. Đặc biệt là các cái thiết bị điện thoại. Bây giờ con cầm một hồi mà cái điện thoại con ướt nhẹp là trong người con có phong thấp. Có bệnh, thân dễ lạnh hay bị đau nhức. Lâu dần người con sẽ xuất hiện những cái tình trạng nhức. Một là con xông ngải cứu. Hai là con phải tìm thầy đông y con chữa. Ba là con mở YouTube lên, con nghe video pháp trị đau nhức hành thân dâm bám sát, con tập theo. Con tập ít nhất là 49 buổi sáng đủ đầy ha. Nhưng mà Thanh Đồng khuyên con tập suốt đời đi. Khi mình làm phước, ai đó khen mình một chút xíu, tổn chút xíu phước rồi đó, hơi bị mẻ mẻ rồi đó. Cho nên các bậc Bồ Tát mà làm phước mà người ta khen nhiều quá là không đạt đến vô thượng, là cũng chỗ này. Không thể nào mà bự to, càng ngày càng bự, chắc chắn nó có chút xíu hao. Quan trọng là hao nhiều hay là tích nhiều. Giống như là phước vô như nước sông Đà, xài thì nhỏ giọt như cà phê phin. Hay là cái phước nó vô thì như giọt cà phê, mà tuôn chảy thì như là dở lũ, lũ quét, lũ cuốn. Còn cái người mà tự khen mình chê người, tự khen mình chê người thì thôi rồi. Người mà tự khen mình chê người, mòn phước duyên, tan dở hết đường đời, sự nghiệp, mọi thứ. Rất nguy hiểm, chết đọa thẳng bàn xanh. Ai mà đang có cái tánh hay khen mình chê người, sửa lại, đừng có như thế. Không tốt đâu.